Nãy ông nào kêu đánh Irelia đúng không? Pick trước, pick Ire. Bơi luôn, chiến luôn. Nó quy cướp A đi, Khánh biết. Khánh biết nó quy cướp đam của Khánh. Level 1 đánh không nổi anh em, level 1 nó va đánh không nổi đâu. Nè, tao gọi bạn tao lên. Triệu hồi. Để mình học chiêu triệu hồi chi thật của cường miền núi coi. Ờ, quy. Không quy á, không được hồi á. Ơi à, xuân xanh rồi tới. Tôi là tôi đi đâu mà tôi là tôi. Oh, e cho Hoàng chín suối nè. Double kill luôn, chết luôn nhì cute bli luôn. Double kill dành cho Irelia luôn. Không có thứ đốt được anh em ạ, băng trụ rồi. Cần giữ nó không lên là xóa băng trụ rồi. Đâu cần thiếu đốt đâu. Có Hoàng chín suối mà. Rồi tôi chặn đánh được chưa? Đó. Rồi nha. Câu chuyện về chăn đồ từ đây là hả? Khắc lên toàn cái chết rồi đó. Thấy chăn đồ là thấy khó đỡ nữa rồi đó. Còn mấy con đi lên nó khỏe rồi. Sao mà phải ping. Nam tử hán đại trượng phu không bao giờ biết lui. Cái từ rút lui không có trong từ điển của Khánh. Đánh đến chết. À, nó đi quỳ một con lính như chi. Trời, quỳ một lính xa sống rồi. Đó, giữ ta. Ai? Mất tốc biến chết luôn kìa. Phùng Khánh đã uy scan 10.000 đồng. Có Phùng Khánh nha. A Khánh thích lắm mặt cười. Kỳ quá. Em kỳ quá Phùng Khánh. Nghe chưa? Mày láo. Để giữ lý anh em ơi. Tính gần vô mình đẩy, tại vì nó giữ nội tại cho mình. Nè, né. Ồ hô. Ê, Xuân Xanh. Đây hiệp à. À. Chăn đồ đâu? Chăn đồ của Tam đi với Khánh nữa không? Ngon, nice. Chăn đồ bây giờ lên top không mà. Tam xuống đây. Ê, 40 giây để ăn khiên trụ này anh em ơi. 40 giây này là 40 giây tiền không nha. Tiền không nha. Nè, 40 giây xem ăn là bao nhiêu khiên trụ nha. Tiền không á. Ăn hết rồi chứ. 5 khiên luôn chứ. Và không phải là 5 khiên, thêm 1 khiên thôi. Khiên cuối. Không nổi cái này anh em. Cắm mắt cái gì? Ok. Hai ông ở dưới đấy làm gì đấy? Team đứng trong trụ cái kìa. Xuân Xanh khoái. Thấy hả? Khoái. Ây, sao mình thiếu đốt chứ? Mình tính là mình thiếu đốt xong mình quy vào con lính. Ủa, chết rồi. Mình tính là mình thiếu đốt xong mình quy vào con lính anh em ạ. Để cho nó bị thiếu đốt đốt chết. Mà không mình quy vào người nó luôn chứ. Dại dột. Ây, quy nhầm. Nát hit. Không cho ông ăn con nào đâu mà. Không cho ông ăn con nào đâu mà. À, sao con lắc chạy được ta. Đánh phải là phải công hiến anh em ạ. Mặc dù mình đánh không hay nhưng mình đánh khủng mình điên. Mình lao vào mình đánh. Đánh đến chết thì thôi. Rồi lên luộc cái xe lát này. Đỡ được. Đấy anh em ơi, thiếu UD nha. Ai em top chơi Khánh không? Con gì trị na sỡ tay hả?
Anh không ngờ người hỏi câu này đó, tưởng Lát Sớt đánh con gì cũng win. Thôi xin lỗi mà. Ây da, sao đặt chặt chát vậy? À, Hoàng Chi Suối nhảy không vậy? Cây tươi nhờ. Trời ơi, đợi Khánh chết thì nó quẩy kìa. Trời ơi. Mà không sao, được, Khánh thích cái phong cách của tàu Hoàng Chi Suối. Hoàng Chi Suối nó cố tình nhảy để tạo cái sân chơi cho Khánh múa. Nhưng mà cái lỗi của Khánh ấy là Khánh không múa được. Hoàng Chi Suối hoàn toàn không có lỗi. Không có lỗi nha anh em. Hoàng Chi Suối không có một cái lỗi gì trong tình huống vừa rồi. Nếu mà anh em mà nghĩ Hoàng Chi Suối có lỗi thì bỏ ngay đi. Lỗi của Khánh. Sân chơi đấy mà Khánh không thể hiện được gì, lỗi của Khánh. Hảo Hán chạy cũng chết. Khánh không có chạy. Khánh định lùi lại để Khánh tiến lên mà, Khánh lấy đà. Khánh không có chạy, phải lấy đà. Mà lúc mình lấy đà, bọn nó kia nó đánh mình. Trời ơi, đánh nhau mà thiếu Khánh. Được. Ê. Đó, hơi tốc biến. Lên luôn à, đó. Ai kêu Khánh lui bao giờ? Ai kêu Khánh lui. Ai nó rờ Khánh, kìa anh em ơi. Ê. Hàng chó để sân chơi cho Khánh. Đúng rồi thằng, để sân chơi cho Khánh. Nó cảm ơn anh em đã tạo sân chơi này cho Khánh nha. Mà chịu anh em ạ, con chăn đồ nó rờ là không có múa được. Chăn đồ nó rờ là... Ôi anh mình nhanh chết lắm. Hai thải được, hai thải nó ấy. Lỗi là lỗi của Khánh nha anh em ơi. Lỗi của tôi. Đồng đội tôi nó làm đúng cái lối chơi, đúng cái ý đồ mà huấn luyện viên đưa ra rồi. Là cái sân chơi này để cho thằng này thể hiện. Lỗi là lỗi của tôi không thể hiện được thôi. Chứ đồng đội là đúng. Đấy. Khánh chết là team win luôn mà. Win luôn rồi.